xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục lên những cái cấu hình siêu hỏa tiễn to và khủng bố đại ca đại tẩu. Mẫu này em giới hạn 100 đôi thôi nhé. Sau đó là không sản xuất H1215 nữa. Lúc đó thì em sẽ ra cái dòng nó hiệu quả hơn một chút và trọng lượng nó nhẹ hơn một chút so với H1215. Thì giới hạn ra là 100 đôi và H1212 chính thức khai tử rồi các bác nhé. Thì đây là cái củ chắc kèn. Em sẽ lắp vào H1215. Và kia là củ bát này các bác nhé. Giá một cặp này là 15.600.000 bao ship. Cấu hình là sử dụng là hai củ loa bát neo 40 côn 76 và một củ check neo côn 74.4. Cái loại này là cái côn dây dẹt đấy các bác nhé, dây dẹt cối nhôm viền đầu. Củ này thì em phải đi lấy lại thôi chứ em không có sẵn. Và củ này thì tiếng trung âm nó sẽ dày hơn, tốt hơn so với củ 750. Bên em vẫn có hay nắp thì cái củ này nó được cái tiếng trung âm nó dày hơn, tốt hơn thôi. Thì nắp vào cái dòng H này nó sẽ hiệu quả hơn là cái củ trước em có nắp. Thực ra là cái này cũng qua một quá trình trải nghiệm và test thử khá là ổn định rồi. Thì em mới nắp vào. Thì con này nó nắp vào tiếng nó sẽ tốt hơn. Còn các bác nào đang dùng rồi mà muốn tiếng nó hay hơn, các bác cứ mua củ này về thay vào là được các bác nhé. Đấy. Củ này là mã của nó DE800. Nếu mà đúng của nó là DE800. Và còn về Việt Nam thì mình gọi là DE900, 900S hay là 950 hay là gì đấy thì tùy. Nhưng mà côn thì là 74.4. Cái này về nắp vào cái loa này thì em sẽ dán cái viền một cái viền ở đây. Dán cái băng dính vào đây. Để là cái tiếng hơi và tiếng gió khi bát hoạt động mà dao động màng lớn thì tiếng gió của nó sẽ không có nọt qua các khe này để nó nọt trong đây. Cái này phải dán vào đảm bảo kín gió. Còn các bác thắc mắc ý, thì tùy. Nhưng bên em làm là tất cả là phải dán vào. Chứ cái này mà để họ này xong bắt đầu là cái tiếng gió nó nọt ra cái họng kèn này nghe khó chịu lắm. Đấy, khi lên củ hoàn chỉnh thì nó sẽ như thế này. Đây là họng kèn này. Khi lên củ hoàn chỉnh thì nó sẽ là như thế này các bác nhé. Đấy, trông nó rất là hoành tráng luôn. Tiếng trung âm nó sẽ dày âm tốt hơn so với cái củ neo bình thường kia. Đấy. Thì các bác nào quan tâm đến cấu hình 15.600.000 này thì liên hệ trực tiếp nhé. 15.600.000 bao ship. Phân tần thì lát nữa em sẽ nhả vào đây, nó nắp vào trong cái thùng này. Đấy. H1215 giới hạn 100 đôi. Như vậy là vẫn còn khoảng tầm hơn 40 đôi nữa các bác nhé. Hơn 40 đôi nữa thì mới hết cái dòng series đời H. Đời H hiện tại là em đang khai tử, đã khai tử H1212 nha, đã khai tử H1212 và em sẽ ra cái sản phẩm loa 12 inch nó hiệu quả hơn H1212 một tí. Thì vẫn giữ nguyên là H1215, H1212 chính thức khai tử. Đấy, các bác nhá. Đây là thùng và hậu kèn. Chính thức khai tử rồi. Hôm nay là thông báo đặc biệt luôn. Các bác nào đặt H1212 này em không làm nữa đâu. Đây là cái củ bát này. Khung xương của BNC. Nam châm thì của RCF Essential, màng thì lại của JBL. Cái cục loa gọi là Liên Hợp Quốc. Các bác về nắp không nắp được thì nó như này này. Các bác nhả vào đây này. Nhả bát vào trong này, xoay chéo đi. Xong đầu nó bê cái bát này ra. Bê cái bát này ra ngoài là nó sẽ nắp được. Đó, nó là như thế thôi. Đây các bác nhé, thùng nó có như thế thôi. Con này thì nhiều các bác hỏi tại sao nắp của nó cao cấp à? Em không ưu tiên củ cao cấp, em chỉ ưu tiên củ này thôi. Bởi vì cái củ bát này với cái thùng này nó hợp với nhau. Còn các bác có điều kiện các bác nắp Hewell 15NDF100C1 vào ấy, nó bị cộm cái tiếng lên, nó thừa cái giải trung trầm rất nhiều, không làm cái nào đỡ hơn được. Đấy. Và với cái củ bát này vào cái thùng này thì tiếng nó sẽ khá là hay. Đấy, khá là hay các bác nhé. Nó không nực, nó không mạnh lắm, nhưng nó cân bằng được cái giải tần số mà bên em mong muốn để nó ra được cái chất âm theo đúng cái dòng hỏa tiễn, tức là cắt tần số nó bát, cắt tần số nó kèn 1.3 đến 1.6 kHz. Đấy. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm dòng H này thì liên hệ trực tiếp. Hiện tại nhé, còn nhiều. Đấy, hiện tại dòng series H là còn nhiều, vẫn sản xuất đều. Và chỉ còn đúng là H1215 thôi, H1212 đã ngừng sản xuất.
chính thức là ngừng sản xuất. Mặc dù các bác nào đặt thì bên em vẫn có, nhưng mà không ưu tiên lắm. Đặt vỏ thùng thì không bán nữa, còn nắp hoàn chỉnh cả đôi thì em vẫn có bán bình thường. Đây là cụ kèn này. Đấy, cụ kèn nhá. Đây là cụ bát. Ok, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. Em đang nghiên cứu cho ra một số sản phẩm dòng xúc rất hiệu quả. Đấy, kính mời các bác cùng đón xem. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.